Sự hy sinh thầm lặng và những cống hiến trong thời bình. Nhân ngày truyền thống của lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam, chúng ta hãy nhìn lại những cống hiến, hy sinh thầm lặng của người phụ nữ Việt Nam để đất nước được hòa bình, thống nhất như ngày nay. Đó là chị Lê Thị Minh Thủy, 56 tuổi, hiện ở Nha Trang, Khánh Hòa, là mẹ Việt Nam anh hùng trẻ nhất hiện nay. Chồng và con trai chị hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ cách đây chưa lâu. Chị trong vòng có hơn 10 năm, chị Thủy đã mất đi người chồng là một phi công không quân Việt Nam, thượng tá, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Dương Văn Thanh. Tiếp đó là con trai Dương Lê Minh là một trong những phi công giỏi. Người phi công anh hùng, thượng tá Dương Văn Thanh, bấy giờ là phó trung đoàn trưởng huấn luyện, hy sinh vào chiều ngày 29 tháng 4 năm 2005. Việc chấp nhận hy sinh đưa chiếc máy bay không đâm vào khu du lịch, thượng tá Thanh đã được nhà nước truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 2007. Mặc dù được mẹ khuyên không nên theo nghề phi công vất vả, nhiều bất trắc, nhưng Dương Lê Minh, sinh năm 1984, vẫn nuôi ước mơ nối gót theo cha mình. Thật đáng buồn khi tai họa lại ập xuống đời người phụ nữ tội nghiệp này, khi cả chồng và con đều hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Người phụ nữ anh hùng, chị Lê Thị Minh Thủy đã nỗ lực học tập trở thành cán bộ y tế, phục vụ nhiều năm tại bệnh xá Công an Khánh Hòa. Với những đóng góp và hy sinh cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chị đã được nhà nước phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Sự cống hiến, hy sinh của chị Lê Thị Minh Thủy giữa thời bình quả thực hiếm hoi và đáng trân trọng biết bao. Đó mãi là hình ảnh người phụ nữ cam chịu, mãi là hình ảnh đẹp trong lòng mỗi người.